Hello, xin chào tất cả các bạn, và shop mơ sướng.vn đang có giảm giá 50% tại mục ắc liên quân từ tròn nhá mọi người. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn vào phần được giảm 50% nhá. Các bạn vào có hai phần nạp mô, một được cộng 20% này, và ắc liên quân trắng thông tin các bạn nhé, hoàn toàn trắng thông tin nhé. Nếu các bạn mua về mà không trắng thông tin thì mình sẽ đền 200% 200% số tiền các bạn bỏ vào nhé. Và các bạn có thể thấy rằng là nick thông tin trắng này, các bạn mua về đổi mật khẩu hoặc thêm số điện thoại vào nhé. Truy cập website accordgarena.com để đổi mật khẩu và thêm số điện thoại nhé. Đấy, các bạn thì nhìn thấy là nick 3.5 triệu thì bây giờ chỉ có 1.5 triệu này. Đấy, 1.7 triệu, 1.5 triệu ATM, 1.7 triệu card. Nhưng mà các bạn nạp mô các bạn sẽ được cầm thêm 20% nhé. Đấy, các bạn hãy nhớ cho mình cái điều đấy. Rồi, các bạn hãy nhìn này, đấy. Đây là cái thâu như tất cả đều giảm 50% các bạn nhé. Các bạn hãy nhớ vào đến nick 1 triệu bây giờ chỉ còn 450.000 này đấy. Các bạn hãy nhìn nhé. Và đừng quên rằng hãy vào shop mơ sướng.vn để chọn mua nick chính chủ của mình nhé. Không có một web shop khác nào nữa đâu. Các web shop khác đều là lừa đảo, các bạn hãy nhớ mình điều đấy nhé. Ok. Hello, xin chào tất cả các bạn và chào các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Ngày hôm nay thì mình sẽ gửi gắm cho tất cả các bạn một clip lừa bố. Lừa bố là một vị tướng ăn sổi, nôm na rằng các bạn nào đang gặp vào những cái vấn đề gọi là đầu game bị ép rừng, hoặc đầu game mà các bạn đang còn yếu rừng, hoặc các bạn không thể nào có kỹ năng gọi là cầm những vị tướng sát thủ gọi là ăn được ra đầu game, thì lừa bố là một vị, là một sự lựa chọn cực kỳ sáng suốt. Nó giống như Vret nhưng nó đặc biệt, nó kinh dị hơn Vret nhiều, bởi vì cái nội tài châu bá của nó hôi máu cực kỳ kinh dị. Đây là một vị tướng có thể giúp cho tất cả các bạn rằng giải cái bài toán cân 2 cân 3 ở đầu game, mà vốn gì rằng đây là cái chất tướng nó cân 2 cân 3 đầu game rất là mạnh. Cho nên những bạn nào yếu tay ở gian đi rừng thì lừa bố sẽ là sự lựa chọn phù hợp cho tất cả các bạn leo rank. Thì để minh chứng cho điều đấy thì clip này mình sẽ minh chứng cho tất cả các bạn tại vì sao lừa bố lại là một vị tướng ăn sổi. Đương nhiên rồi, đã là ăn sổi thì chỉ chơi đầu và giữa game, còn late game thì mình chỉ khuyên các bạn là không nên kéo về late game. Late game thì vẫn sẽ có tỷ lệ thắng, nhưng chúng ta không còn nắm chắc phần thắng ở trong tay bởi vì tướng lừa bố nữa, mà chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào đồng đội. Vậy thì khi chơi lừa bố, mình khuyên các bạn chơi đầu và giữa game, áp sát đánh nhau thật nhiều. Thì ví dụ trong những cái tình huống này, 1 phút 50, 2 phút rồi, không biết chỗ nào đánh nhau, thì đường rồng và con rồng là sự lựa chọn tối ưu của tất cả các bạn. Đấy, phá này, Triều vẫn hết chỗ 3 rồi, mình bật chỗ 3, quật rồi, từ từ bình tĩnh luôn một chút, 4 thằng, ôi 3 thằng, rồi quật lại, hôi chiêu, giết 2 thằng này luôn, bạch, một phát 2 mảng ngon ớt, rồi tiếp tục thằng Vera các bạn nhé. Rồi sổ của thằng này, đấy các bạn, đầu game nó chơi rất đơn giản luôn, chỉ cần các bạn, cái gì mà toảng lỗ, trời ơi, nó toảng thì chết cái phá nó oán chứ các bạn ạ. Khiếp, thiên thời địa lợi mà con rồng này nó trả hoa thì nào anh em ạ. Con rồng nó choáng, nó thêm vào Vera choáng, nó ai chơi bị khí anh em. Thôi không sao, một cái mảng rất là đẹp, không vấn đề gì các bạn ạ. Hiện tại thì hai team mình đang cân bằng một chút và không có vấn đề gì xảy ra. Con rồng thì không ăn thì vẫn con đó. Thằng Triều Vân, đặc biệt chú ý một điều nhé. Lừa bố nó khắc chế Triều Vân rất rất mạnh ở giai đoạn đầu game. Bởi vì nói chung là mình không hiểu sao, nhưng mà thằng Triều Vân không bao giờ chạy thoát được thằng lừa bố đó. Tí nữa thì mình sẽ đi tìm Triều Vân, mình đập cho các bạn xem nhé. Triều Vân rất mạnh ở phiên bản này, nhưng gặp lừa bố phải tắt điện các bạn nhé. Đấy, hãy nhớ mình cái điều đấy, khắc chế cứng thằng Triều Vân luôn. Rồi, mình sẽ tránh thủ phạm thật nhanh để mình có thể là tìm những nơi nào giao tránh. Đấy, chơi như mình không có một cái lối chơi di chuyển định hướng nữa đâu, mà nhìn đến bản đồ con, mình thấy đường rồng đang đánh nhau rồi, đường mid quái đã con bỏ, thì mình sẽ ra đường mid, mình tía tạm vài con lính, và ở đường dưới thì mình cảm thấy là đánh nhau hơi thua, thì phá này mình sẽ di chuyển để xuống đây có thằng nào đâu, dẹp hết đấy, di chuyển vào khu rừng của nó. Còn đây thằng Kiều Văn đây này, đây đâu, chạy đi đâu, chạy đâu, rồi kêu ba thằng nữa thì tao bị chạy nè. Con cửa thằng về ra, ôi chào, tao cân 3 cân 4 cái phá này luôn, cân 3 các bạn nhá. Đấy, các bạn thấy chứ, đấy là một cái sự lợi thế vượt trội của thằng lừa bố, đó là một mình nó có dám đánh đâu. Team địch có 3 thằng mà nó có dám dồn đám đâu các bạn. Thằng Lorion thì nó chạy mất dép, thằng về ra dồn thì chả mất máu. Triều Văn hết chưa 3 phám quái rồi, thì cái việc mà cân 3 ở giai đoạn game easy không vẫn chưa thuyết phục các bạn ạ. Nhưng người nói như thế này vẫn chưa đủ anh Cương Lao ấy. Anh Cương Lao phải làm một cái điều gì nó hay ho hơn, hoặc là nó khó khăn hơn đi, để cho bọn em kiểu có hứng thú để tập chơi lừa bố với. Sẽ có các bạn nhé. Nếu cân 3 chưa đủ thuyết phục thì Cương Lao sẽ chơi một cái pha nào đấy, sẽ cân 4.
để cho anh em biết được đang lừa bộ đâu game nó kinh kinh gì như thế nào các bạn nhé. Rồi mình sẽ từ từ bình tĩnh, đường dưới vẫn có đánh nhau và mình thì nước lửa xa không cứu lửa nước xa lửa xa không cứu nước gần là chúng xa quá không sống được, khổ lắm, bắn hoa bắn hoa làm gì đấy, phám được mít. Rồi thì đường dưới thì mình không thể xuống được thì mình sẽ té lên cái đường trên một chút và tận dụng là thủ cái trụ và cái gì thích đánh nhau luôn với thủ cái má gì đấy, cái phá này thằng kiểu vẫn là chạy chạy băng vào mắt anh nhé. Đấy chạy đi, chứ một chạy ôi nó ăn hai mảng gì quá sao các bạn, thật đấy, cái này thực sự cái thằng cú lớp một nó chơi được làm gì đâu, chỉ việc quẹt kiểu lao vào đánh mà tím địch nó không phản xạ lại đấy các bạn. Alex nó có đánh này đâu, thằng kiểu vẫn tìm trả một khẩu cho ba mình nữa các bạn, mình không hiểu lý do vì sao. Đấy, thằng lừa bố đâu game là như vậy đấy các bạn nhé. Lừa bố đâu game là như vậy. Bởi vì đâu game nó cực kỳ bá đạo vì không chưa ai đủ tiền để lên cái biểu không có chống hôi máu ca. Các bạn chơi lừa bố nhé. Các bạn đã mà tận dụng đánh nhau càng sớm thì các bạn càng khỏe với lên game. Bởi vì sao? Chúng ta sẽ làm cái team địch lên cái build chống hôi máu càng lâu thì cái lợi thế và cái sức mạnh của lừa bố càng dài các bạn nhé. Đấy, và ví dụ như dừa game chẳng hạn, xảy ra cảm giác mít là sẽ lên cái chống hơi máu rồi và thỉnh thoảng là thằng CP thì chúng ta sẽ đánh nhau những cái giai đoạn đó thì tí nữa mình sẽ có cho bạn một cái mèo, nhưng lết game không có cái mèo đâu, lết game mình cũng có mèo đâu, mình chỉ có mèo dừa game khắc chế cái chống hơi máu dừa game thôi, còn cái lết game thì chiều anh em ạ. Lết game láo vào ốm cái đầu máu mặt mình tủi thúi khi nào không biết anh em ạ, thông cảm nhé. Đấy, cái bài toán lết game lừa bố 100% win thì mình chưa có nghiên cứu ra đâu, nhưng mà đợi ra đâu bao giờ game 80% win 500 tay các bạn là mình có nghiên cứu ra rồi, nên mình sẽ hướng dẫn anh em. Rồi cái pha này thì xin vĩnh biệt Batman các bạn nhé. Đây pha này thì mình thấy hai thằng nó thấp nửa máu rồi, nhưng mà sao từ từ bình tĩnh, mình nấp lại rồi, nó ăn con ta thân nhỏ rồi, từ từ bình tĩnh, 1 2 từ từ cái luôn rồi, cái gì bắn sướng một phát nè, từ từ bắn sướng rồi, tao quật mấy chết luôn ba thằng bốn thằng, tao phải giết một thằng mới tẻ rồi, bốn thằng cân bột nha, rồi chim cút chiếm một thôi, tẻ thôi. Đấy các bạn, một cân bốn nhá, thế này đã đủ khó chưa anh em, như thế này đã đủ khó chưa, một cân bốn mà giết được một thằng và chim cút được, thế này đã đủ đồ khó chưa, hay là anh em một cân năm ạ, như nào thế này đã đủ thuyết phục cho anh em chưa, hay một cân năm nhá. Được rồi, nếu mà các bạn cảm thấy chưa khó thì Cường Lao xin phép anh em, không phải là ảo tưởng sức mạnh đâu, mà mình muốn thử cái vị tướng này cân nắm nó như thế nào, chứ không phải ảo tưởng sức mạnh nhá. Ngay cả bản thân mình biết rồi, mình biết sức mạnh của lừa bố cân nắm ở giai đoạn này là như nào rồi, chắc chắn sẽ tắt thở. Nhưng đấy rồi, mà còn kêu bá lên là xúc cái gì kiểu vẫn làm xin đủ đám mới giết đấy, thằng lo đi ón không giảm cái nắm, thằng hay cho té cái gì để hay cho té, chưa bá hãy quyệt ra đi đây anh em ạ. Rồi mình biết nếu mà thực sự mà cái pha là một cân nắm ấy thì giết được một thằng không thể giết được. Nhưng mà ví dụ mà có tình huống bình thường đấy ví dụ hên mà ăn được cái nắm đấy, vô tình tạo ra siêu phẩm đấy nhé. Đấy cho nên đăng clip này thì để mà nghiêm túc mà nói thì lừa bố là một vị tướng leo rank, gọi là giống như một vị tướng ăn sổi, giúp các bạn nào giải thoát được, ví dụ gặp những trận đấu các bạn bị ép rừng đầu trận các bạn cảm thấy khó chịu quá, hoặc là nhiều trận đấu các bạn bị hấp diếm, hai thằng nó hấp diếm khó chịu quá, thì đây là một vị tướng giải pháp cho tất cả các bạn bớt cái cú đấy. Nào CP về thằng rừng qua nó mà cướp rừng này, tẩu pháng cả hai luôn đi, ba thằng ấy tẩu pháng cả ba luôn đi đấy, cho nên là lừa bố sẽ giúp ích cho tất cả các bạn được những cái vấn đề đấy các bạn nhé. Rồi Lordeon chiếu 2 bay ngược lại nào, bay ngược, ôi chồng trời ơi, mình khách nào bay ngược rồi, thằng này bay ngược thằng này rồi, mẹ nó bay vào tương mày đó chứ, cái thằng vé ra này, thằng vé ra này tự nhiên thì tóc chảy nhánh nhau lên để làm gì, để xin được chết à, buồn cười thật các bạn ạ, tự nhiên. Ôi trời ơi, nó bay. Ôi trời. Trời khổ thật anh em ạ. Nó thấy cái thằng lừa bố như thế này nó bấn loạn các bạn, thật không phải đâu. Không phải là người ta chơi kém đâu, mà gặp cái thằng lừa bố 12-1 thì anh cái thằng này kiểu nhiều khi người ta suy nghĩ của nó dồn đáp hay không, hay là để chủ thức để chảy đấy cũng không biết như nào cả. Dồn thì chả mất máu, mà không dồn thì lại không được.
mà chạy chứ lại cũng chả chạy được. Thế nên là tôi kiểu tâm lý nó gặp thằng lừa 42 một ở giờ phút thứ 9 thế này nó ngại lắm các bạn ạ. Đấy, cho nên là thực sự một cái gì đấy nó rất là bẩn loạn anh em nhé. Rồi à, thực sự là cách chơi thằng lừa bố thì đơn giản lắm các bạn. Đây, các bạn cầm ma tính dùng chương 1, chương 2 hết một phát, các bạn quật chương 3 ngồi chương 1, chương 2 tiếp, các bạn xúc tiếp. Khi nào hết toàn bộ con bo thì chim cút đấy, cứ đánh cứ bằng theo cái lối đánh chim cút. Mình khi nào cảm giác mình không còn chiếu thức nữa thì bắt đầu đánh chim cút thôi, ở lại đánh làm gì đấy, cứ dùng hết chơi ba, dùng hết combo là chim cút đấy, đơn giản easy các bạn. Rồi cái thang em mình để tìm được có bốn thang đấy bạn ơi, bốn thang ở đứng đông thôi. Mình sẽ phán xong cái thang này không biết cật lá cần cân bổ đúng không các bạn nhé. Tăng một triệu bắn này thì tôi bình tĩnh thôi, lùi về một chút. Ôi cái thằng Quý la lên đánh rồi. Đó, mình đang tìm một cái pha cân, ôi chào, thằng Quý nó cùng, ôi trời ơi, làm cân bổ không giải chết anh em ạ. Chết thế này đi chơi cái gì đấy anh em. Thế này thì tôi anh em ạ. Chắc thì dừng lại cân bổ đấy, chắc mình nghĩ là cân nắm cỏ nó đốc. Bây giờ tím mình thằng nào cũng mảnh như vậy, cân gì cái sự góc mặt của mình rồi các bạn. Không có mình mà hai thằng nó cân bổ mà nó rất là thêm hai thằng tím thì chơi cái gì nữa. Đấy, gọi là bị áo đồ áo tình các bạn ạ, áo đồ lắm rồi. Cái trận giai đoạn này áo đồ 10 phút chắc phải hướng tâm khoảng 10 cá tiền anh em ạ. Áo đồ lắm rồi. Có thể mình nghỉ là clip đi. Nói chung là cho anh em kiểu xem lừa bổ và xin chúc anh em leo lừa bổ thật tốt. Điều đồ bằng ngọc mới là để đó rồi. Thì hy vọng các bạn leo đánh tốt. Những clip của mình thì chắc chắn đâu. Chỉ mong một mục đích là các bạn cháu dâu kỳ nắng các bạn ngay được tập tốt hơn. Mà không như đến những cái cây thuế hoặc cũng như đến những cái kẹo đánh vừa vã vừa vần. Và các bạn tự lực, các bạn chơi game theo một cái thiên hướng vui vẻ. Đấy, và mình nghỉ clip để kết thúc rồi. Hẹn gặp các bạn vào clip ngày mai nhé. Rồi tất cả bạn em mai, yêu, bye bye. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it. Till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Take a step today.